ở chỗ mình mưa đang rất là lớn. Mưa từ hôm qua thấu bữa nay mà còn chưa ngớt, bữa nay càng lớn, giông bão gió. Kể như anh chị thấy gió không? Giông bão nó nổi đùng 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 luôn. Hi, Lisa chào cả nhà anh chị và cô chú. Bữa nay nhà mình ăn tái bơ, mà loại bơ này mình ăn bơ này. Cái này ở nhà mình bữa nay có gì ăn nấy. Cả nhà ăn cùng gia đình mình giờ bắt đầu mình bỏ bơ vô. Xèo 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 xèo. Nhà mình sẽ ngủ dậy quá, ngủ dậy trễ, ngủ dậy tới 11 giờ luôn. Giờ gần 12 giờ. Giờ mình đây giờ mình lục tủ lạnh ra có gì ăn nấy, mình bỏ cái này vô cho mình làm tái bơ cho con mình ăn. Mình lục bún rồi nhà có tôm. Tôm có thịt bò này nọ mình bỏ lên để nên mình làm cho trẻ nhà mình ăn. Chứ ở bên này giờ đâu có đi ra chợ được đâu. Không có đi ra chợ được, bây giờ lục tủ lạnh ra có gì ăn nấy. Cả nhà ăn chưa? Mình nghĩ là giờ là cả nhà cũng ăn trưa rồi. Việt Nam thì giờ đang ngủ rồi. Ở Mỹ thì giờ là giờ cũng ăn trưa rồi. Coi cái dĩa của mình, cái dĩa cơm thịt của mình có cái bông nhìn rất là cưng, màu xanh, màu tím, màu hồng, màu trắng đủ thứ luôn. Cái này là cái cây nhà mình. Lấy đâu đồ khác anh? Nó có đâu đồ khác á. Có nó nướng. Nướng cho con nó ăn. Nướng nhanh cho tụi nó ăn. Sáng giờ tụi nó chưa. Hi. Ông xã mình. Ông xã mình sợ camera lắm. Bữa nay sale vô chắc bữa nay được mua rồi đó. Cái này lâu lắm rồi nhà mình mới ăn lại. Ăn cái này ít thôi chứ ăn cái này cũng hơi bị béo phì. Này là sốt thịt ở trong nó có cái sốt thịt này ở trong nó có thơm. Sốt thịt này ở trong nó có thơm. Ok, mời các bạn ăn. Rồi cả nhà ăn cùng gia đình mình. Này là có gì ăn nấy. Muốn mình chưa có gì ăn. Đúng rồi ở nhà có gì ăn nấy không? Mấy bạn làm neo giống mình. Không biết ở nhà có bị điên không. Với Lisa muốn điên rồi đó. Gần tới trẻ tiền bill, tiền này tiền nọ là muốn điên rồi. Nhưng mà ở nhà thì Nó chấp thì hơn chút xíu. Nhưng mà nghĩ tới bia mọc thì hơi bị đau đầu. Thành ngủ miết à. Ngủ rồi ăn kiểu này mà phải hoạt động. Chứ không hoạt động chắc nó thành lăn luôn rồi chứ không có đi được luôn. Rồi bên này thịt, tôm, sốt thịt. Rồi mình bỏ thêm ít măng tây. Tay lên nướng. Nhà mình không có rau luôn, chỉ có măng tây thôi, măng tây với rồi. Mình quên giới thiệu cho cả nhà thấy cái nấm này nó bự kinh khủng luôn, bự dã man luôn nè. Bữa mình order Amazon đó. Amazon mua đồ không ai cũng mua không có ngày đêm đấy luôn. Yeah, giờ nhà mình hết rau rồi. Nhưng mà giờ mình order cũng không thể, mình order cũng không được nữa. Được nhưng mà không có xem đây. Không có xem đây hả? Xe nó có ngày để xe nó tới, chứ ai nó bận hết rồi. Wow. Ngày cái giờ mình đã đem tới rồi bị có như người đặt hàng á. Không có giờ đem tới nè. Bữa nay cũng có, ngày mai cũng có.
Nhà mình hết rau ăn rồi. Cho nên muốn mua phải chạy ra về chợ mua. Về chợ mua để đứng trước tiền để người ta đem ra thịt cắt hả? Chiều nay mình ra bữa thứ sáu mình mua trên cái chợ rồi bữa nay mình phải chạy ra đó mình lấy, người ta đem ra cho mình. Đủ đừng mưa gió cũng mệt đấy nha. Bên này đang mưa bão, có dông nữa chị Nhi ơi, đung mọi người chị Nhi ơi. Đang bão gió quá trời gió luôn á, không biết mấy cái hàng rèo rồi nó có làm sao á. Ở Cali đang gió quá là gió, mình đang ở Cali nhưng mà ở Sacramento nó đang gió dông quá trời, đung luôn á chị Nhi. Đung mình nghĩ cả nhà không nghe. Quá trời đùng đùng ngồi nhông ở ngoài ngồi luôn. Mắm không? Ồ, quên giới thiệu chén nước mắm thần thánh của mình. Ăn cái này phải nước mắm, có bún nữa. Còn muốn nước mắm nữa. Nè con múc cái con, múc lên, cay nha. Ai Thanh muốn nước tương á, nước tương đó. Nước tương không? Lấy nước tương cho Ai Thanh không? Cho nước Ai Thanh nước tương nha. Mời cho ăn mắm, ok. Ok, một con tôm đã chín cho con gái mình. Một con đã chín cho Daddy. Daddy ngồi từ nãy giờ nói rồi bữa nay cảm ơn Daddy lên nói chuyện giùm với Lisa nha. Kêu Daddy lên, Daddy sợ. Không phải là sợ mà Daddy để cho mommy tự giác cái mặt móc lên. Cái mặt móc của mommy lên mà mỗi cái video ra là có mặt móc mommy không à. Hồi xưa có bé đi nhỏ, bây giờ bé đi nhỏ hơn. Hồi xưa có bé đi nhỏ, bây giờ bé đi nhỏ cũng không thích luôn, chỉ có một mình mặt móc của mommy. Thôi đã chín rồi, giờ ăn cùng mình cả nhà ơi. Mình mời vậy thôi chắc ăn được. Cả nhà sao rồi, mấy chị làm nail sao rồi, ở nhà có buồn giống như sao không? Mình nghĩ chắc phải buồn giống đi xa luôn rồi. Nói mà xem chị nước miếng ra. Cho mình không có ăn, mình không ăn tối. Sáng dậy tự nhiên giờ đói đó. Từ sáng giờ chưa ăn gì hết. Bên này nó đã chín rồi. Cái này mình bỏ vô thơm cho mình nướng cũng ngon lắm nha. Cho nên juicy ăn chung với thịt bò cũng ngon. Rồi mình bỏ cái này nướng cho con mình luôn. Cái này á nó đã hấp chín rồi. Mình bỏ lên mình hấp lại rồi mình nướng ăn thôi. Cái này mình đã làm sẵn hết rồi. Bữa nay mình không có quay ra cả nhà là mình làm sao rửa à, nhưng mà mình đã làm sẵn hết rồi mình lấy cho ăn. Rồi ăn cùng mình ăn thôi. Cho mommy miếng chút nước mắm rồi. Qua nước mắm đưa đi. Cho mommy miếng thịt. Mới lên đầu đi ăn nha. Cho mommy miếng cái này. Rồi ăn. Mày cái này ăn. Ngon lắm. Coi ngon lắm. Cho em nước bún anh. Cho em nước bún nó. Cái này em làm từng cục để mình ăn á. Biết rồi. Mình làm từng cục à. Mình ấy không mình làm gì mình ăn luôn. Cho một miếng tôm, một con tôm đi. Ủa không có tôm, tôm này vợ ai vợ gọi ai vợ nè. Tôm ấy vợ nè. Cái giỏ gì anh? Mình gửi giỏ đây đấy. Ngon tay quá hả? Dùng cái, em còn cái nơi vô đấy không? Rồi dễ nữa, xong luôn. À, but maybe get small. Ngon quá. Lâu lắm không ăn này rất là ngon. Yeah, để ăn phân chứ. Ngon quá, ngon hả anh? Đỡ bên hông thôi, ôi sao, giờ chạy em hỏi. Em quên. Quay. Dạ. Ngon quá, ngon cũng cũng. Ngon hả con? Ăn chứ? Ngon không? Ngon không?
ngay nhìn lớp đấy. Sợ áo không? Đưa mẹ chị ngon. Ăn con cơm. Cơm ngon lắm. Con cơm nó bự. Bự cho đói lửa luôn. Mới xin mẫu đây. Này ăn ở nhà gấp luôn. Ngon tại à. Nóng quá. Nóng mùi đã. Đã lắm. Coi nè, rất là đã. Nóng nóng. Để mình thịt gấp em rồi. Chắc là chung thịt. Ở đâu nó có thơm. Rất là ngon. Bữa nay mua cái này ăn ở trong các farm, các thịt ở farm trong các cổ. Ngon lắm. Canh nước. Ủa mọi người uống cùng mình. Những điều bữa mình mua ở Amazon nha. Dạ. Một bữa gì hả? Một tí. Thiệt là đã. Thôi Lisa chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của Lisa Đời Sống Mỹ. Thôi Lisa bye bye cả nhà. Nhà của Lisa ăn đây. Bye bye các anh chị cô chú. Bye bye.